Mọi người có nhu cầu mua ạc liên quân, ạc phi phai giá rẻ thì hãy đến ngay với shop gaobet.com. Shop này do Gaobet làm chủ và chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm nha mọi người. Không, bây giờ tự tử ba trận. Không, tự tử ba trận đi. Cô chạy ra bom chết ba trận. Nè, cho anh nè. Rồi anh bom bo hay được à? Không, bây giờ kề bút, bây giờ mọi người cứ cho đi. Đừng có mua đồ nha, rồi chạy ra bom. Đừng anh. Tụi mình đi ra bom nè, Cho quốc máu đi anh. Đi mà nhặt anh đi chết đi. Ừ. Đi. Một mình đi em. Mình về cổng trời chơi thôi. Ở đây có vui cả. Rồi, để quốc cánh tim anh. Rồi, cố lên. Chớ kìa. Tân đi. Mấy thằng vào đây. Cố lên anh. Sáu con mắt đang nhìn anh đó. Không, tí nữa ra hoa mình khỏi mua đồ luôn. Mình tính tới round 3 là giàu luôn anh. Round 4 chứ. Nó trên đầu anh kìa. Tìm mấy con cửa hó. Đấy thì à, bị lag ấy các bạn. Bây giờ thấy lag rồi. Đi đâu vậy? Nó bên tay trái kìa. Thắng không? Khó lắm. Phải cầm cái gì dạ? Cầm to đi cơ, đúng không? Rồi. Ôi, Lipple. Nó đang đấm kìa. Nó rảnh lắm. Hết máu. Xong, hết máu rồi. Xong. Một thằng. Xong. Nó đã máu thế nào rồi? Ôi. Đừng mua đồ anh. Đưa máu tiếp cho quốc đi. Đừng mua đồ. Mọi người đừng mua đồ. Bây giờ chạy nó bo tiếp nè. Chấp 3 trận luôn anh. Đi. Vậy. Chấp 3 trận chứ. Đừng thể với căng thẳng. Đi nè. Đâu này nè. Đi nào. Chúng ta mãi là anh em. Đi. Thằng kia còn bom nữa chứ. Mía bực anh lóc nữa ta thua. Cho em cũng muốn anh lóc. Mía vui luôn. Ê ơi, các bạn tiếp. Em làm gì? Đừng, anh xích vô, anh đừng có đi qua đi lại. Ngồi im. Sau lưng anh kìa. Phải rồi. Thôi xong. Xong chưa? Lắp xong rồi. Nó tìm mà không thấy bạc vậy. Sao tại sao cái nhà này lại không bật gì? Ôi, anh phải đạp bay chỗ này luôn này rồi.
Từ bo xác đít rồi anh nhảy. Tôi thấy rồi, nó thấy rồi, nó thấy rồi. Anh chạy đi đâu vậy? Điên hả? Chạy vậy sao được? Chạy mà chạy chiếu thì thôi cho. Trời ơi. Ừ, nó sau lưng nè. Kìa. Lại không thấy lại. Ừ. Đi lại cùng. Này thì bo bo chưa kịp bom nữa. Nữa, rao nữa. Máu nè. Đó, đi thôi. Đi ra luôn. Chính đỉnh nó dễ tìm lắm. Đi thôi. Em bác Phương ơn. Anh đi sang chất thấy không? Anh vẫn là người đi sang chất. Bỏ tin tưởng anh, cố lên cố. Anh đừng vẫn bỏ lớp này em. Trời ơi. Chơi anh ơi. Chơi em ơi. Trời ơi, 5.000 mấy tiền luôn á Mia. Ok em ơi. Nào, yên tâm đi ạ. Xong. Xong. Nè, 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 nắm nè. Em ơi hết rồi, vào ăn luôn rồi. Come on. Đó, anh phải chơi vô. Cố lên anh ơi. Đâu nữa. Cái gì vậy quá? Vợ cứu anh. Cô ấy đâu rồi? Cô ấy đâu rồi? Trời ơi, ra đây nào. Đâu rồi? Năm anh em siêu nhân. Ôi, lòng mua keo lại. Trời ơi. Lên luôn, mạnh mẽ lên các em ơi. Năm anh em siêu nhân. Ngầu quên. Điếm, điếm chầm. Bắt cực mà. Lên. Lên. Ê, cho quốc đi anh đi, cho quốc đi anh đi. Kìa nó kìa anh. Ôi, bên nó tự bỏ rồi, bên nó tự bỏ rồi anh ơi. Không được rồi, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Ba đã cứu nhà thôi, cứu em. Điện lo em ơi. Ơ, một con điếu mà lưu đạn chết một thằng. Mia. Ôi, không được kiếm ra mà. Không được nào. Ôi ôi. Như là phải lỗi. Không được kiếm nào. Lại đẩy anh ra ngoài với, đẩy ra ngoài với. Em có cài cái đấy. Ở đâu rồi? Phải phải chứ không? Bắn đi. Ở trên rồi, trên nhà gà anh, trên nhà gà. Nhà gà? Ờ, đây là nhà gà mà. Nhà gà đúng rồi, nhà gà đúng rồi. Ờ, nó đi từ từ rồi. Không, anh lên đây.
Tội vãi, Mia. Đúng tội mấy thanh niên luôn. Ờ, con keo là bắn được à? Tối thế. Không cả được con keo này. Ờ, con keo đi. À, đi rồi. Xuống lên. Ai tối. Ôi. Đâu, bắn vào đầu. Ủa sao nó bị dội bom xuống vậy ta? Ủa gì hả? Sao anh Bi bị giật bị gục? À, anh trượt chân. Anh trượt chân, anh lục tôi lên nhanh quá hay là anh mới đập đầu vào tường. Không quên, đập trượt chân. Ôi rồi, chúng ta đâu rồi, chúng ta chơi bóng qua rồi. Quả bóng tuổi á. À, phải kịp. Tha được thì tha. Bỏ hay kim. Làm đấy đi. Làm đấy đi. Phun luôn. Rồi. Ơ mình chưa sửa mũ này. Kệ. Nó nhảy tầng này nhôm ra kìa. Rồi, xong anh mình rồi. Nhà bao việc lắm. Mình mở đã. Anh đếm gì đấy? Đếm á. Em rảnh quá đó. Ai bắn đi trên này đấy? Biết đó. À đi rồi. Ba em mà. Thề luôn á, cho tụi nó 3 trận là mình quá trời tiền luôn, mua đồ phê luôn á.